Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay trên tay Thịnh là chiếc màn hình iPad Air 3 anh em. iPad Air 3 ha. Đó, anh em nhìn ngoại quan chiếc màn hình này em thấy gì không? Đó, anh em nhìn ở đây ha, đây là những dấu vết của vô nước. Em thấy cái màn hình vô nước nó móc, nó cháy, trắng xóa hết. Đó. Màn hình này bạn khách này mang đến cho Thịnh trong tình trạng là máy nó không lên màn hình, nghe tiếng nguồn đó mà không thấy lên hình gì hết. Đó, thì Thịnh mở ra thì thấy màn hình nó vô nước như thế này. Đó, và bây giờ cái hướng xử lý đương nhiên là sẽ thay màn hình khác với cái mức độ vô nước như thế này ha. Nhưng mà hình giữ lại cái màn hình hư hỏng này thay vì hình quăng xung rác luôn thì hình giữ lại để hình cho anh em có cái nhìn về một cái bộ màn hình zin và những lưu ý xung quanh cái công tác thay màn hình đối với cái iPad E3 này anh em nha. Rồi chúng ta bắt đầu. Bây giờ trước mắt chúng ta sẽ nói về cấu tạo của màn hình iPad E3. iPad E3 tiếp tục sử dụng là màn hình LCD hay là màn hình Retina đó. Đó, họ chưa có nâng cấp lên màn hình LED như là những cái dòng iPad Pro mà đời mới. Đó, mục đích họ giữ cái màn hình LCD này để làm gì? Đó là nó sẽ tiết kiệm cho anh em rất nhiều chi phí trong chế tạo, từ đó nó kéo giá thành xuống và khi mà anh em cần sửa chữa nó cũng giảm chi phí hơn cho anh em rất là nhiều khi mà anh em thay một cái màn hình OLED. Kích thước của nó là 10.5 inch. Độ phân giải nó là 1668 x 2224 ha. Và quan trọng hơn đó là chúng ta phải biết cái cấu tạo của nó như thế này. Nó bao gồm hai thành phần, bên ngoài nó là một cái lớp kính. Lớp kính này là cái bộ phận chúng ta cảm nhận, chúng ta đụng chạm trực tiếp khi mà chúng ta thao tác trên màn hình, đúng không anh em? Và bên trong nó là một cái lớp phôi màn hình hiển thị. Đó anh em xem nha. Đó, lớp phôi này nó được ép dính với cái lớp kính bằng một cái lớp keo và họ đưa vào hệ thống máy ép chân không và nó hoàn chỉnh ra một cái bộ màn hình như thế này. Ở đây là cái khu vực cổ các màn hình và ở đây là những cái dây socket. Đó, chúng ta sẽ gắn vào main. Đó, và nó sẽ thực hiện cái tính năng của nó. Vị trí này là vị trí của nút home vân tay. Đó. Anh em thấy rõ ha. Vậy thì khi mà anh em hư màn hình, cụ thể là anh em đánh rơi hay va đập hay vô nước gì đó, anh em sẽ gặp hai cái tình huống chính như sau. Thứ nhất đó, anh em cầm máy lên, anh em thấy nó hiển thị bình thường hết luôn. Màu sắc đồ thấy bình thường đẹp hết mà sao thấy có đường nứt ha. Lúc này cũng khoan quan tâm đến vấn đề cái cảm ứng ha. Thấy có cái đường nứt. Đó, nhưng mà quan trọng là cái màn hình nó vẫn hiển thị màu sắc đẹp hết. Thì Thịnh kết luận với anh em rằng lúc này anh em chỉ bẻ vỡ cái lớp kính màu đen này thôi. Đó, lớp kính màu đen này thôi. Nó chưa có hư hại vào bên trong cái tấm phôi này. Đó, tấm phôi màu bạc này. Vậy thì chúng ta chỉ cần thay lớp kính đó thôi anh em. Lớp kính đó, tại sao Thịnh nói chưa quan tâm đến vấn đề cảm ứng? Đó là bởi vì lớp kính này nó sẽ giải quyết cho anh em luôn cái việc mà cảm ứng có được hay không. Khi mà anh em thay một cái mặt kính mới, nó sẽ đi kèm với một cái lớp cảm ứng mới dính trên cái mặt kính. Và ví dụ như trước đó cái kính này nó bể, nó đi kèm với liệt loạn cảm ứng gì đó, thì khi anh em thay cái kính nó giải quyết luôn vấn đề cảm ứng, chỉ cần cái màn hình bên trong còn hiển thị hình ảnh rõ nét là ok. Anh em hiểu cái vấn đề này ha, nó rất là cơ bản và đơn giản đó, anh em sẽ xác định được nếu mà lúc đó anh em chỉ đi kiếm cái dịch vụ thay mặt kính thôi, chứ không phải anh em bể kính mà anh em cứ xách đi đâu anh em cũng hỏi thay màn hình bao nhiêu, thay màn hình bao nhiêu. Một số nơi người ta có chuyên môn, người ta có kinh nghiệm và gọi là cái chất lượng sửa chữa tốt á, cái uy tín á, thì người ta sẽ nói với anh em này chỉ cần thay mặt kính thôi. Đó. Còn không, anh em hỏi thay màn hình đúng không? Người ta báo cho anh em giá thay màn hình. Thay màn hình xong, nhiều khi anh em gửi cái máy lại, người ta chỉ thay cái kính thôi. Mà anh ta nói anh em đã thay màn hình rồi, người ta tới người ta thu tiền thay màn hình. Đó, anh em đúng không? Nên là nếu anh em xem được những video clip này, hình xem là sẽ rất là hữu ích cho anh em ở vị trí người dùng. Anh em cần biết phải làm cái gì với cái máy của mình và mình tốn chi phí cho từng hạng mục nó hợp lý. Rồi tiếp đến mình sẽ nói đến vấn đề, vậy thì nếu mà cái màn hình bên trong nó xuất hiện sập, nó lem màu, nó nhòe, nó chớp gì đó, hoặc là nó không lên như cái máy này nè, vậy thì sao? Lúc này thì chúng ta lại không cần quan tâm đến cái mặt kính bên ngoài nó có bể hay không nữa. Đó, khi mà những vấn đề về hiển thị đã xuất hiện, có nghĩa là cái lớp màu bạc này đã hư rồi, thì chúng ta sẽ thay nguyên một bộ màn hình mới. Một bộ màn hình mới luôn được sản xuất sẵn gồm cái lớp kính này và nó ép sẵn vào một cái phôi màn này và nó ép sẵn vào một cái mặt kính mới rồi, nên là anh em không cần phải quan tâm là kính này có bể hay không, anh em thay màn hình tự khắc có một cái kính mới. Rồi thì chúng ta sẽ thay màn hình, lúc đó nó được sản xuất hoàn chỉnh nguyên một bộ rồi, chúng ta không quan tâm kính nó có bể hay không ha, bể hay không thì tôi cũng được thay mới rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến vấn đề quan trọng cuối cùng, đó là những lưu ý để tối đa cái dịch vụ thay màn hình iPad A3 cho anh em. Trên thị trường hiện tại,
anh em đi thay linh kiện, thay màn hình hay là anh em mua sắm linh kiện gì về điện thoại máy tính bảng nó rất là đa dạng. Nói với anh em, bản thân Thịnh là người thợ bao nhiêu năm mà Thịnh đi mua mà mình còn phải đề phòng, phải dè chừng, anh dùng cái từ đó luôn là anh em hiểu rồi, nó nhiều chủng loại lắm. Đương nhiên đa phần là đều từ Trung Quốc về hết, nhưng mà về từ Trung Quốc về có đồ zin, có đồ lô, có đồ giả zin đó. Chúng ta phải biết cái cách coi như thế nào. Như bản thân khi Thịnh thay cái màn hình E3 cho bài khách này, Thịnh phải dùng cái màn hình zin mẫu của khách để Thịnh đối chiếu chính xác đúng cái bộ màn hình zin Thịnh mới lấy khi mà mình đi nhập màn hình về thay cho khách đó. Chứ không phải là nói là thợ là mua lúc nào cũng đúng được màn zin, nó không có đâu nha anh em. Bây giờ người ta rất là nhiều chủng loại, nhiều khi anh em thợ không gọi là ẩu á, không có để ý để tứ rồi này kia, cứ nói cứ ra mua cứ kêu lấy cho bộ màn hình zin nó đưa cái gì cầm đại về là nó đưa đồ lô, cái mình cũng không biết đường đó. Nên là những cái màn hình này Thịnh rất là quý, bởi vì sao, Thịnh có cái để Thịnh đối chiếu, và từ đó khi mà Thịnh làm xong Thịnh sẽ biết chính xác cái màn hình zin nó sẽ như thế nào, và những cái lần sau thì anh không bao giờ có cái chuyện mà mình mua nhầm được đó anh em ha. Rồi khi mà chúng ta lựa chọn thay màn hình thì bộ màn hình zin luôn coi cho chất lượng tốt nhất về hiển thị, về màu sắc, về cảm ứng. Còn ngược lại những cái màn hình linh kiện thì nó thường nó đánh vào giá thành và nó giảm giá hơn màn hình zin, nhưng mà nó đổi lại là cái màu nó xấu nè, hoặc là cảm ứng nó không được mượt ha. Cảm ứng có thể là chúng ta nhắn tin chúng ta bấm nhanh 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 nó không theo kịp, cái tin nhắn đó cũng là một cái đặc điểm khá thường gặp đối với màn hình lô luôn đó. Thì khi mà chúng ta thay được đúng cái màn hình zin của iPad E3 như thế này thì anh em yên tâm là nó sẽ phục hồi về cái trải nghiệm như lúc đầu thôi. Chỉ là quan trọng với một điều này nữa anh em nha, bởi vì khi mà màn hình đã hư chứng tỏ máy anh em đã trải qua một đợt va đập lớn, giống như máy bạn này là hư là vô nước nè, vô nước móc hết cái màn hình luôn, thì anh em phải lưu ý cái điều này. Anh em gửi máy ở đâu thay màn hình anh em phải thòng thêm một câu nữa, đó là test ok hết rồi hãy ráp đó, cầu thần chú nha anh em, test giùm mình ok hết rồi hãy ráp máy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta không nói như vậy, một số nơi họ chỉ chăm chăm vào cái việc thu tiền á, họ sẽ làm theo yêu cầu của anh em. Anh em kêu thay màn hình đúng không? Rồi tôi gắn cái màn hình khác lên, tôi bật nó lên nguồn, vuốt cảm ứng được, ok tôi giao. Đó, tôi không biết mấy tính năng khác làm sao hết á. Lúc đó anh em tới nơi, anh em test nó lòi ra, nó lỗi wifi, nó mất loa, mất chuông, cho vô nước, nó chạm chập gì đó, nó xài không được. Nếu đó là anh em trả lại cái màn hình ta cho, ông đâu cho. Giờ anh kêu thay, tôi thay thôi. Còn những cái vấn đề khác nè anh đâu kêu tôi sửa đâu đó. Nên là mình phải biết cái mẹo, sau khi coi clip của Thịnh em sẽ biết cái mẹo trong giới sửa chữa là như thế nào. Những nơi uy tín đương nhiên anh em không cần làm những điều này, người ta sẽ tự tự làm cho anh em đó. Người ta sẽ soát xét khi nào thấy ok đúng chuẩn người ta mới ráp, còn không người ta sẽ báo với anh em liền. Nhưng mà anh em phải đề phòng những cái trường hợp đó, nên là cứ biết cái câu thần chú của Thịnh vẫn là hay hơn ha. Rồi khi mà chúng ta đã thay màn hình xong, làm sao để mà tối ưu cái chất lượng sử dụng cho nó bền bỉ, nó ít hư hỏng nè. Màn hình thì chỉ hư khi mà rơi rớt va đập hoặc vào nước, nói chung là nó chỉ bị tác nhân từ bên ngoài thôi. Tuy nhiên ngoài những tác nhân đó, còn một cái tác nhân nữa mà nhiều khi anh em không ngờ đến, đó là cái bộ sạc cáp của anh em. Nhiều anh em xài cái bộ sạc, anh em xài sạc kém chất lượng hoặc là sạc zin nhưng mà nó muốn lỗi rồi đó, có thể nó bị vô nước hoặc là cái dây sạc của nó bị tróc ra đồng, rồi tróc đồng ra gần nửa dây luôn, anh em vẫn để xài đó. Anh em cắm sạc vào một thời gian nó sẽ dẫn đến hiện tượng gì, hư cảm ứng đó. Nhiều cái máy anh em nói sao không làm rơi rớt gì hết, màn hình không bể gì hết, bây giờ cảm ứng bấm chỗ ăn chỗ không, thì cái đó là do sạc nha anh em. Lưu ý đảm bảo chất lượng cái vấn đề sạc giùm mình. Rồi như vậy thôi, trên đây là những kiến thức anh em cần biết xung quanh công tác thay màn hình iPad Air 3. Nếu anh em nào muốn thay màn hình hay bất kỳ một cái tư vấn nào khác xung quanh dòng máy này, anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh, thông tin Thịnh sẽ để ở bên dưới ha. Rồi chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả, bye bye anh em.